Xin được tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý khác. Hội nghị song phương được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 4, Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng hải Campuchia đã nhất trí tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển, bao gồm ngăn chặn buôn lậu, cướp biển, đánh bắt hải sản trái phép cũng như các hoạt động cứu hộ cứu nạn. Thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực an ninh hàng hải, Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng hải Campuchia đã trao đổi và thỏa thuận biên bản gồm 8 điều nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong các vấn đề xuyên quốc gia dựa trên lợi ích của cả hai bên như vấn đề an toàn hàng hải và tội phạm hàng hải xuyên quốc gia. Hai bên cũng đã thống nhất những nội dung văn bản, chuẩn bị đưa ra bản ghi nhớ giữa hai quốc gia về 4 vấn đề lớn trong việc hợp tác và thực thi pháp luật trên biển giữa các quốc gia vùng vịnh Thái Lan là giải quyết nguy cơ về nạn buôn lậu trên biển, nguy cơ về nạn đánh bắt trộm hải sản, nguy cơ về nạn ô nhiễm môi trường, nguy cơ về nạn cướp biển. Đặc biệt là hai bên hỗ trợ hoạt động nghề cá, thực hiện tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ ngư dân hai nước khi gặp sự cố ở vùng biển tiếp giáp Việt Nam và Campuchia. Lực lượng thực thi pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng hải Campuchia còn thảo luận đưa ra lộ trình tuần tra chung mỗi năm một lần, đồng thời kết hợp với giao lưu trên biển và tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình tuần tra giữa hai bên. Ngoài ra, trong năm 2013, lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia vùng vịnh Thái Lan sẽ có cuộc họp song phương để bàn về việc ký kết các văn bản hợp tác tại hội nghị cấp tư lệnh dự kiến vào tháng 9 năm nay tại Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 5 năm 2013, luật phòng chống tác hại thuốc lá chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên thì tính đến thời điểm này, người dân vẫn chưa nắm chắc được thông tin và hiểu về luật. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu được tác hại của thuốc lá để luật phòng chống tác hại thuốc lá đi vào cuộc sống đang là nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Marlboro khẳng định phong cách. Mua 3 bao thuốc, tặng một bật lửa. Những hình thức khuyến mãi, tiếp thị như thế này được các hãng thuốc lá chào mời và lượng người mua đã tăng lên. Mỗi ngày mua một bao, thế là được một cái bật lửa. Người mua người ta được nhiều hơn, nhiều người mua hơn. Người mua tăng lên đồng nghĩa với việc người hút thuốc lá cũng tăng lên. Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá năm 2010, Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Trung bình cứ 2 nam trưởng thành từ 15 tuổi trở lên thì có một người hút thuốc lá. Khoảng 8 triệu người Việt Nam thường xuyên hít phải khói thuốc lá tại nơi làm việc và 47 triệu người tiếp xúc thụ động với khói thuốc. Và có tới 96% bệnh nhân ung thư phổi có nguyên nhân từ thuốc lá. Tỷ lệ hút thuốc lá cao như vậy thì ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân. Thế và trong những các cái thống kê về các bệnh tật thì phải nói là thuốc lá ảnh hưởng rất lớn là đối với những các cái bệnh không lây nhiễm và là nguyên nhân gây tử vong như là đột quỵ, rồi những bệnh mạch vành, rồi ung thư phổi. Trước cổng Bệnh viện Ca Hà Nội, những mẩu thuốc lá vứt la liệt. Người nhà bệnh nhân và thậm chí là cả bệnh nhân vẫn ngồi thản nhiên hút thuốc. Còn các cửa hàng, đại lý bán buôn bán lẻ vi phạm quy định như trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp thuốc của hãng thuốc lá sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Nhưng trên thực tế, bao thuốc lá trưng bày luôn nhiều hơn con số cho phép. Không biết gì hết, hỏi về nhà sản xuất chị không biết à. Mặc dù hút thuốc lá tại địa điểm cấm, vứt mẩu và tàn thuốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 500 nghìn đồng theo quy định luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Nhưng dường như mọi người đều chưa biết. Không thì chú mới lên đây đâm ra là cái thông tin là anh chưa lắm cũng được. Anh đã biết gì về luật phòng chống tác hại của thuốc lá chưa? Chưa. Thì như mọi người đều biết đấy, tức là khi hút thuốc lá thì không chỉ là những người mà người ta hút thì đã ảnh hưởng đâu, nhưng những người xung quanh đấy thì người ta cái lượng nicotine người xung quanh bị nhiều hơn là người hút. Cho nên cái việc hút thuốc lá trước bệnh viện này thật sự là cần phải có tuyên truyền này, rồi là tuyên giải để cho người ta đầu tiên là giữ cho mình, sau đó rồi là phải giữ cho những người xung quanh mình để sống cái cuộc sống là ít bệnh tật. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng có khoảng 7.000 chất độc hóa học có trong thuốc lá, trong đó có khoảng 70 chất gây ung thư. Để giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống tác hại của thuốc lá
và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân. Mình tán thành thôi, tức là mình sẽ không mua thuốc lá công cộng nữa. Hiện Bộ Y tế đã triển khai chiến dịch truyền thông trên toàn quốc về luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Chương trình phòng chống tác hại thuốc lá quốc gia cũng đã cho ra mắt cuốn sách giới thiệu về luật này. Và mới đây nhất, tại hội nghị triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại trường học, bệnh viện và một số nơi công cộng. Chúng tôi cho là hết sức quan trọng, đó là cái công tác truyền thông, thông tin. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là với những các cái chức năng nhiệm vụ như vậy thì mong các cơ quan truyền thông, báo chí là sẽ tuyên truyền để cho người dân hiểu được là cái tác hại của thuốc lá và hiểu được những các cái nội dung chính của luật phòng chống tác hại thuốc lá để thực hiện cho nó nghiêm túc. Thực sự thì chúng tôi cho rằng là cái nhóm giải pháp nào cũng đều có cái tác dụng và đều có cái ý nghĩa. Nhưng có lẽ là như ngành y tế chúng tôi thì suy nghĩ rằng là cũng không mong là phạt ai cả. Mà vấn đề tuyên truyền, nhận thức, tự người dân theo đúng như là cái quan điểm của tổ chức Y tế Thế giới, đó là làm sao để tuyên truyền vận động giúp cho mỗi một người dân, mỗi một gia đình, mỗi một tế bào xã hội, mỗi một cơ quan, mỗi một đơn vị, mỗi một địa phương tự mình nhận thức được và phòng chống lại thuốc lá. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức rõ tác hại của việc hút thuốc lá để xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành, không khói thuốc, vì sức khỏe của mỗi người, mỗi gia đình và của toàn xã hội. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngày 28 tháng 4, Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro đã kết thúc chuyến thăm chính thức 2 ngày đến Cuba. Trong đó, thì hai nước đã khẳng định lại mối quan hệ đồng minh chiến lược và ký một loạt những thỏa thuận hợp tác lên tới 1 tỷ đô la Mỹ. Hai bên đã ký 51 thỏa thuận liên quan trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, thể thao, năng lượng và các sứ mệnh xã hội đặc biệt. Đây là một trong những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm chính thức Cuba của ông Maduro. Trong thời gian ở thăm Cuba, Tổng thống Nicolas Maduro cũng đã có cuộc gặp riêng rẽ kéo dài 5 giờ với lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, cùng tưởng nhớ đến tư lệnh Hugo Chavez và hồi tưởng lại việc hai vị lãnh tụ của hai nước đã xây dựng mối quan hệ đồng minh từ tháng 10 năm 2002. Ông Maduro đã cùng lãnh tụ Fidel tới thăm những người dân Venezuela đang điều trị y tế tại Cuba. Trước khi rời Cuba, ông Maduro ca ngợi mối quan hệ giữa Venezuela và Cuba không chỉ là liên minh chiến lược vượt thời gian mà còn là mối quan hệ anh em. Hiện Venezuela là đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Cuba, cung cấp cho Cuba 130.000 thùng dầu mỗi ngày. Đổi lại, khoảng 44.000 chuyên gia Cuba, chủ yếu trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và kỹ thuật, được cử sang làm việc tại Venezuela. Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa hai nước luôn tăng ổn định lên vài tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm Cuba lần này là chuyến thăm đầu tiên của ông Maduro tới quốc đảo này kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ngày 29 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun-hye đã cam kết sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesŏng với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bị thiệt hại sau khi Seoul quyết định rút toàn bộ nhân viên của mình khỏi khu công nghiệp này. Phát biểu trong cuộc họp với các thư ký cấp cao, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết, cuối tuần trước, những công nhân Hàn Quốc đã rời khỏi Kaesŏng. Chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại cho các doanh nghiệp và người lao động. Trước đó, trong ngày 27 tháng 4, đã có 125 nhân viên của nước này và một nhân viên người Trung Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesŏng và trở về Hàn Quốc. Hiện chỉ còn khoảng 50 công dân Hàn Quốc ở lại Kaesŏng và số này dự kiến cũng sẽ rời khỏi đây vào ngày hôm nay. Động thái trên diễn ra sau khi Bình Nhưỡng từ chối tham gia đàm phán với Seoul nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phía các doanh nghiệp, giới chủ đang thúc giục các nhà lãnh đạo nhanh chóng đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời bởi tình hình đang rất khó khăn. Việc kinh doanh đã bị ngừng lại và chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Do vậy, chúng tôi cần sự hỗ trợ của chính phủ càng sớm càng tốt để có thể trả lương cho công nhân. Trước những động thái của Hàn Quốc, ngày 29 tháng 4, Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo rằng nước này có thể sẽ có hành động cuối cùng và quyết định
đối với khu công nghiệp Kaesŏng nếu Hàn Quốc rút nốt 50 công nhân còn lại khỏi khu công nghiệp. Triều Tiên cho rằng các biện pháp của Hàn Quốc đã làm tăng nguy cơ đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp này. Liên quan tới tình hình virus cúm H7N9 tại Trung Quốc, ngày 29 tháng 4, các quan chức y tế của tỉnh Sơn Đông ở miền đông nước này đã xác nhận có thêm một trường hợp nữa nhiễm virus cúm H7N9. Trường hợp mới nhất được xác nhận nhiễm virus cúm H7N9 tại tỉnh Sơn Đông là một bé trai 4 tuổi, có biểu hiện sốt từ ngày 27 tháng 4 và là con trai của bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm ở tỉnh này. Tuy nhiên, Sở Y tế Công cộng địa phương cho biết, theo các xét nghiệm và phân tích ban đầu, không có chứng cứ cho thấy có sự lây nhiễm từ người sang người. Cha của cậu bé, một người bán vật liệu xây dựng, được cho là đã nhiễm virus cúm H7N9 từ hôm 22 tháng 4. Giới chức địa phương cho biết hiện bé trai này vẫn đang trong tình trạng ổn định. Cũng trong ngày 29 tháng 4, các quan chức y tế xác nhận trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 thứ hai tại tỉnh Phúc Kiến. Bệnh nhân là một cụ ông 80 tuổi, hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch. Những người tiếp xúc với bệnh nhân này hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Trong khi đó, tại Đài Loan, Trung Quốc, chính quyền thành phố Đài Bắc đã tiến hành tẩy uế tại khu công viên gần bờ sông, nơi tập trung số lượng lớn chim bồ câu, nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh cúm gia cầm. Thị trưởng thành phố, ông Eric Chu, đã khuyến cáo cư dân giữ khoảng cách khi quan sát chim và tránh cho chim ăn. Những người không tuân thủ có thể phải đối mặt với án phạt $200. Từ hôm nay, chúng tôi thông báo với người dân bằng biểu ngữ. Chúng tôi sẽ cảnh báo và trang bị kiến thức cho mọi người và áp dụng các hình phạt theo luật nếu cần thiết. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng người dân được bảo vệ trong thời gian này. Sở Nông nghiệp thành phố cũng cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các cửa hàng chim, chợ gia cầm và khu vực công cộng để có thể phát hiện các trường hợp có thể nhiễm H7N9. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan đã xác nhận trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 đầu tiên. Bệnh nhân là một người đàn ông 53 tuổi, trở về từ thành phố Tô Châu của Trung Quốc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.